Đây là cây sắn nhé cả nhà nhé. Đấy, cây sắn mình trồng để lấy ngọn ăn đấy. Đây, quay trực tiếp cho các bạn xem. Đây, bẻ cái ngọn này về muối ăn đấy nhá. Đấy chưa, ngon chưa? Đấy, cây sắn nó mập như thế này cơ mà. Sắn này để trồng ăn củ và cũng để ăn ngọn. Đây này, ngọn này. Đấy các bạn nhé. Đấy. Đây này. Đấy. Ăn cái ngọn non này thôi nhá. Đấy. Chỉ hái cái ngọn non này xong là về muối. Ngày xưa thì mình hay muối là trước khi muối mình vò. Mình vò xong mình mới muối, muối là muối vào nước thôi, ngâm vào nước thôi. Nhưng mà bây giờ mình cứ ngâm sống thế này. Ngâm sống thế này xong bắt đầu đến lúc nó chín vàng thì bắt đầu mình sẽ bỏ ra mới vò. Vò lúc đấy rau nó dai, nó không bị dập, bị gãy mà nó ngon. Đấy, thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Đây này, mập, ngọt, non ơi là non, thấy không? Đấy. Rau sắn này có cái hay là khi chúng ta vặt, chúng ta bấm lên thì bấm ngọn thì nó lại bật cái mầm khác để chúng ta ăn thoải mái. Thấy chưa? Đó. Cực đã luôn. Đây đây là cái luống là mình hái để ăn đây. Luống hái ngọn để ăn đây nhá. Đấy, hái ngọn để ăn thì nó lại bật mầm khác. Đây, nó lại bật mầm khác này. Đó, thấy chưa? Đấy, luống này để hái ngọn để ăn. Thế còn cái luống kia là để ăn củ. Cái luống này là để ăn củ. Đó, như này nó mập này. Đó, đây là cái sắn nếp. Sắn nếp, sắn ta đấy. Khoảng tháng 10 là ăn được. Bở lắm. Sắn siêu bở luôn. Đây là cái vại muối rau sắn của nhà mình nhá. Đấy. Nước nó vàng thế kìa. Chưa cười. Bỏ thêm tí nữa. Rau sắn sau khi hái về nhá. Bắt đầu muối chua. Xong bây giờ tiến hành ra muối, sau khi muối xong rồi, muối chua rồi, bây giờ tiến hành ra vò và rửa. Thôi nha. Mỏi quá. Đấy, rau sắn rất là ngon nha các bạn nhé. Ngay luộc cái xong mới ăn sống được. Rau sắn nó vàng rất là đẹp. Nó thấy toàn ngọn ngọn. Mẹ không có lấy lá mấy đâu. Không có lấy lá. À, không ăn bao toàn ngọn. không ăn bao nhiêu đấy, toàn ngọn ngọn ăn ngon. Rau sắn luộc bắt đầu sủi các bạn nhá. Đây, rau sắn luộc bằng bếp củi, bếp than đấy, ngon chưa? Thấy chưa? Đấy, rau sắn này quá ngon luôn các bạn. Này. Ý, tuyệt vời nhá. Rau sắn ở nhà mình làm nấu ăn ấy thì mình hay sau khi mà muối chua đi nhá các bạn nhá. Muối chua vàng, rau vàng ngon này rồi bắt đầu tiến hành rửa. Rửa sạch bỏ cái nước muối đi. Nhiều nơi thì họ ăn cả cái nước muối đấy, nhưng mà nhà mình thì không ăn cái nước muối đấy, bởi vì sợ cái nước đấy nó nhiều axit và say. Cho nên là rửa sạch cái nước đấy và cho vào luộc chín. Đấy. Luộc chín khi nào mà rau sắn này nó chín, coi như là nó không còn những cái nhìn nó vàng ươm, nó không còn cái màu kiểu rau sống nữa thì coi như là được. Đấy. Lúc đấy thì mình sẽ ra rửa sạch bỏ cái nước này đi, nước luộc này đi để không còn cái nước muối của rau. Nhiều nơi thì họ ăn luôn cái nước này nhá. Đấy, giờ mình ở đây vào nước tiếp các bạn ạ. Đấy, xin giới thiệu với các bạn, đây là đĩa rau sắn luộc nhá.
Đấy, rau rau sắn sau khi luộc chín này rất là ngon luôn. Cái này bây giờ có thể chấm mắm ăn được luôn nhá. Chấm mắm ăn được luôn. Rất là ngon. Ăn mềm mềm dai dai ngon cực. Đấy, rau sắn sau khi rửa luộc xong rửa xong rồi bây giờ mình sẽ tiến hành xào nhá. Nay mình sẽ làm món rau sắn xào. Đấy, rau sắn này, này nó rất phù hợp với cả mỡ lợn. Đấy, đây là mỡ lợn đây là mình đảo qua nhá, đảo qua cho ra mỡ lợn xong rồi mình lấy cái mỡ này, mình lấy cái nước mỡ này mình xào rau sắn nhá. Nước mỡ xào rau sắn rất là ngon luôn. Đây, rau sắn này, đấy, đĩa rau sắn đây nha. Đấy, sau khi là ra mỡ rồi nhé các bạn nhé. Tóc thành con mỡ nó đổ rau sắn vào xào. Rau sắn này của mình đã thái rồi nhé, thái cho nó đỡ dài, thái ngắn này xào cho dễ. Đấy, rau sắn là cứ phải nhiều mỡ xào ăn nó mới ngon được béo. Mình cho một tí nước mắm các bạn nhá, nước mắm nó thơm. Đấy, rau sắn xào này mình cho muối, bột chanh với cả mì chính. Đấy, tóm mỡ này các bạn nhé, tóm mỡ rán không bừng cháy quá ăn rất ngon. Đấy, mình cho một ít nước mắm mà mình đảo. Mình đảo này rất là ngon. Rau sắn này cứ xào với mỡ lợn là ngon nhất, là béo nhất, ăn ngậy sướng. Nếu mà xào dầu rán thì phải có nhiều mới được. Rồi, đấy nhá, mình bắt đầu có cái xanh rau sắn cực ngon rồi các bạn ạ. Đấy, nó quắt lại rồi đấy. Món này chúng ta có thể là nấu canh nhé, nấu canh hoặc xào hoặc luộc và món gì cũng ngon. Đấy, nó chín rồi mình tắt bếp để bỏ ra ăn thôi. Đây, sau khi đĩa rau sắn xào của mình xào xong rồi các bạn nhá. Đấy, rất là ngon luôn, rau sắn xào mới ở tóp mỡ, xào rau sắn xào mỡ lợn ăn cơm cực ngon luôn. Đấy, mời cả nhà nhá, mời cả nhà ăn cơm mình nhá.